người đàn ông này đã phát hiện một cảnh tượng lạ khi đang đi tàu. Lúc này đoàn tàu đột nhiên rung chuyển dữ dội, một khoảnh khắc báo trước điểm G đến với tâm trí của David. Quả nhiên không lâu sau đoàn tàu chật bánh, gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Đứa con trai đang ở Philadelphia xa xôi lại đúng lúc thấy tin này trên thời sự. Khi David tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Điều khiến bác sĩ ngạc nhiên chính là David là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn, còn tất cả hành khách và nhân viên đều chết một cách bi thảm. Điều kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ cơ thể của anh không có lấy một vết sẹo, anh chỉ mất vài sợi tóc khiến cái đầu vốn ít tóc giờ như hói. Người nhà bệnh nhân tập trung tại hành lang bệnh viện, họ đau lòng nhưng cũng rất ngạc nhiên khi nhìn David đi ra khỏi phòng bệnh. Khi con trai thấy David bình an vô sự thì lập tức chạy tới ôm lấy bố, nhưng David cũng không thể hiểu được tại sao mình lại may mắn như vậy. Tai nạn giao thông nghiêm trọng như thế mà anh lại không hề hấn gì, điều này khiến anh lại rơi vào sự hoảng loạn khó có thể giải thích. Ngay sau đó, chính quyền thành phố phản hồi lại với gia đình các nạn nhân, lễ tang long trọng tập thể cũng được tổ chức. Sau khi dự tang lễ, David tìm thấy một tấm thẻ trên kính chắn gió của ô tô. Nội dung tấm thiệp chỉ có câu trong đời anh đã bị bệnh bao nhiêu lần. Câu nói này ngay lập tức khiến David chìm vào suy nghĩ, anh thực sự không nhớ lần cuối anh bị bệnh là khi nào. David là nhân viên bảo vệ tại sân vận động của trường đại học. Sau khi quay lại, anh tìm đồng nghiệp của mình để hỏi anh đã nghỉ ốm cụ thể bao nhiêu lần. Tổ trưởng nghĩ rằng anh muốn tăng lương, thế là đã đi thẳng đến gặp David và hứa tăng lương cho anh. Bởi vì kể từ khi David vào công ty đến nay, anh không những luôn đi làm đầy đủ không thiếu sót buổi nào, thậm chí chưa bao giờ nghỉ phép vì ốm. Sau đó vấn đề này đã khiến anh không thể ngủ được, đêm đó anh lại đánh thức vợ mình hỏi cùng một câu hỏi. Điều này cũng khiến người vợ bối rối, hình như anh ấy đúng là chưa từng bị ốm lần nào, thậm chí đến sốt hay cảm lạnh cũng không. Điều đó có nghĩa là gì đến cả hai đều không biết. Ở phía bên kia, có một người hoàn toàn trái ngược với David, Eliza đã phải chịu đựng bệnh loãng xương bẩm sinh. Xương khớp cơ thể anh rất dễ bị gãy. Khi mẹ sinh anh ở bệnh viện, bác sĩ phát hiện ra trong cơ thể đứa bé đã gãy một vài chiếc xương. Để giúp anh tự tin hơn, người mẹ cố ý để trên ghế ở công viên một cuốn truyện tranh. Cách này thực sự đã có hiệu quả. Khi Eliza nhìn thấy truyện tranh đó lần đầu, anh đã bị các anh hùng trong cuốn truyện thu hút. Mẹ bảo anh nếu thích truyện tranh thì bà sẽ để ở đây một cuốn mỗi ngày và anh phải tự ra ngoài lấy nó. Từ đó trở đi, Eliza hoàn toàn mê đắm truyện tranh. Sau khi lớn lên, anh ấy cũng mở một cửa hàng truyện tranh. Anh luôn nghĩ rằng trên đời còn có người yếu ớt hơn anh ấy, thế thì cũng sẽ có một người luôn mạnh mẽ khác, và đó là người anh luôn muốn tìm. Tấm thẻ trên xe của David chính là do anh đặt ở đó. Anh ấy nghĩ có lẽ David là siêu anh hùng mà mình đang kiếm tìm bấy lâu nay. Để tránh khỏi bối rối, hôm đó David đã đưa con trai đi cùng để tìm cửa hàng truyện tranh. Bởi vì lúc đó Eliza đang sử dụng thẻ của cửa hàng, thấy hai bố con đi tới cửa, anh đi thẳng vào vấn đề và hỏi David, anh đã bị thương bao giờ chưa? David nói rằng anh không nhớ rõ, dù sao trong vài năm qua cũng chưa bị lần nào. Nếu không chắc chắn 100% mình không bị thương, thì giả thuyết của Eliza chưa được thiết lập. Lúc này cậu con trai ngắt lời và nói, trước đây David đã từng bị tai nạn ô tô và bị thương nặng, điều đó khiến anh phải từ bỏ giấc mơ bóng đá của mình. Như vậy David không phải anh hùng mà Eliza tìm kiếm, bởi vì từ nhỏ anh đã sống trong bệnh viện, hai chiếc xương gãy trong 3 ngày khiến anh đau đớn gục gã. May mắn thay anh có truyện tranh làm người bạn đồng hành, anh cho rằng truyện tranh gắn liền với phương pháp kế thừa lịch sử. Các quốc gia trên toàn thế giới đã truyền lại kiến thức qua tranh vẽ. Anh cảm nhận được một tư tưởng triết học từ truyện tranh, trên thế giới này có người giống như anh ấy, những người sinh ra đã yếu đuối bệnh tật và bất hạnh. Khi đó ở đầu kia sẽ là người không bị bệnh hay ốm đau, ngay cả khi đối mặt với tai nạn nghiêm trọng cũng sẽ không bị thương. Đây chính là điều khiến anh luôn luôn đi tìm người mạnh nhất, một siêu anh hùng có thể bảo vệ nhân loại. Sau khi nghe những lời xò chám của Eliza, David cạn lời. Anh chưa bao giờ muốn trở thành siêu anh hùng, cuộc đời anh giống như bước đi trên lớp băng mỏng, không làm gì cả thì làm sao có thể mạnh mẽ như Eliza nói. Anh ấy nghĩ Eliza là một kẻ lừa đảo, chuyên đi thao túng tâm lý những người lương thiện. Sau đó thì liền đưa con trai rời khỏi cửa hàng truyện tranh. Nhưng kể từ khi gặp Eliza, David luôn cảm thấy trong lời anh nói cũng có lý, anh cũng không thể nhớ ra được mình có từng bị ốm hay không. Nhìn vào thông tin vụ tai nạn trên báo, David chìm vào mạch suy nghĩ. Hóa ra vết thương mà con trai nói hoàn toàn không có thật. Sau đó anh tìm thấy tờ báo về vụ tai nạn xe năm đó từ phòng chứa đồ, trên đó viết người nổi tiếng đã bị thương trong vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Nhưng thực tế thì anh không hề bị thương trong vụ tai nạn ô tô, nguyên nhân thì chỉ có mình anh biết. Hôm sau David đến sân bóng của trường như thường lệ, bất ngờ là đột nhiên Eliza đi đến lối vào bằng nạng. Lần này David không trách anh không mời mà đến, thay vào đó anh chăm chú lắng nghe suy nghĩ kỳ lạ của anh ấy, thậm chí còn muốn biết thêm về suy nghĩ của Eliza. Nhưng ngay trước khi trận đấu bắt đầu, David đột nhiên nói ra dự cảm của mình. Anh có linh cảm rằng phía sau có người cao lớn mặc đồ dàn di mà cũng cầm theo vũ khí. Anh bảo đồng nghiệp chuẩn bị khám xét cơ thể và đúng như anh nói, một người đàn ông cao lớn xếp hàng ở phía sau khi nhìn thấy trạm kiểm soát an ninh đột nhiên quay người rời đi. Điều này khiến Eliza bị sốc, nhưng David cũng không biết tại sao mình lại có dự cảm như vậy. Anh thậm chí có thể đoán rằng người đàn ông đó đang mang khẩu súng lục và có tay cầm màu đen. Eliza nhanh chóng hỏi anh liệu anh có thường có linh cảm như vậy không, vì có rất nhiều nhân vật trong truyện tranh đều có khả năng đặc biệt này. Nhưng trước khi David kịp trả lời thì trận đấu đã bắt đầu, Eliza bất lực chỉ có thể tạm thời rời đi. Để xác minh linh cảm của David, Eliza quyết định đi theo gã to lớn trong bộ đồ ngụy trang. Người đàn ông nhạy bén này lập tức nhận ra có người đang theo dõi mình, ông ta bước nhanh vào ga tàu điện ngầm. Đối mặt với rất nhiều bậc thang phía trước, Eliza đột nhiên rụt rè dừng lại, tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu hỏi. Nhưng với lần ngã này anh đã xác minh thành công linh cảm của David, vì vòng eo của người đàn ông đúng là có giấu một khẩu súng lục và có tay cầm màu đen.
Nhưng điều này cũng khiến Eliza vô cùng đau đớn vì 7,8 chiếc xương sườn cùng lòng bàn tay của anh đã bị gãy, cộng thêm xương xoắn ốc ở lòng bàn chân cũng tan nát theo. Tổng cộng 14 khúc xương bị vỡ nát, lần này anh ấy sẽ phải ngồi xe lăn ít nhất 2 tháng, sử dụng nặng từ 12 đến 14 tháng, sẽ mất thêm 9 đến 12 tháng nữa để làm vật lý trị liệu. Mặt khác, con trai của David cũng tin vào những gì Eliza nói, cậu luôn nghĩ rằng bố mình là siêu anh hùng. Để xác minh suy nghĩ của mình, cậu con trai đã bí mật thuê thêm một vài tấm tạ khi bố đang tập luyện. Nhưng David không nhận ra điều này và anh đã nhấc nó lên một cách dễ dàng. Sau khi đứng dậy, anh mới phát hiện thanh tạ nặng hơn rất nhiều. David mắng con trai vì quá nguy hiểm, nhờ cậu bé giúp tháo một số đĩa cân. Không ngờ cậu con trai không hề nghe lời, lại bí mật tăng thêm gần 10 cân, mà lần này cũng giống như lần trước, anh vẫn hoàn thành bài tập một cách nhẹ nhàng. Điều này cũng làm David ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám thử đến 113 cân. Cậu con trai được đà lấn tới, đề nghị bố thử loại nặng hơn chút nữa. Lần này đặt tất cả các tấm tạ lên trên, thậm chí còn có 4 cái xô được treo ở hai bên, thế nhưng David vẫn dễ dàng thực hiện. Cảnh tượng này khiến cậu con trai bị sốc, chẳng lẽ nào bố mình là siêu anh hùng trong truyền thuyết? Hôm đó trong khi làm nhiệm vụ, David vô tình đụng phải một người. Đột nhiên người này hiện lên trong tâm trí anh, đó là khi anh ta đang lén lút vụng trộm trong phòng tắm, dường như trong đó cất giấu món đồ gì đó. Anh lập tức bước tới khám người đàn ông đeo kính, nhưng vì bên kia đã chuyển hàng lậu đi rồi nên anh không tìm thấy thứ gì ở trên người anh ta. Lẽ nào là bản thân bị ảo giác và mình cũng không phải siêu anh hùng gì cả? Đúng lúc đó trường học gọi đến, nói con trai anh có mâu thuẫn với ai đó ở trường. Lý do là cậu bé nghĩ bố mình là một siêu anh hùng, nhưng nhóc mập lại không nghĩ như vậy. David không ngờ hiệu trưởng của con trai mình lại là giáo viên khi còn nhỏ của anh. Hiệu trưởng kể lại cho David về một chuyện trong quá khứ. Đó là khi David còn đi học đã suýt chết đuối ở bể bơi. Điều này cũng làm cho anh từ đó trở nên rất sợ nước, ngày nào rửa mặt cũng bị dọa cho sợ vãi tè. Đây có thể là điểm yếu duy nhất của anh. Cậu con trai không hài lòng với hành động của David, cũng cảm thấy rất thất vọng, bởi ngay cả khi đến trường ông cũng không chịu thừa nhận mình là siêu anh hùng. Để buộc bố mình lộ diện, cậu nhóc đã bí mật lấy khẩu súng lục của bố mình, định bắn ông một phát chỉ để xem liệu David có bất tử không. Hai vợ chồng phải khổ cực lắm mới thuyết phục được thằng nhóc bỏ khẩu súng xuống. Eliza tiếp tục tìm đến David, anh đặt nghi vấn của mình về vụ tai nạn hồi trước của David. Eliza tin rằng David không hề bị thương sau vụ đó đến mức phải từ bỏ thể thao, đó chỉ là cái cớ để anh rời bỏ sự nghiệp cầu thủ. Nguyên nhân bởi vợ anh không thích những môn thể thao bạo lực. Đáp lại điều đó, David nói rằng anh sợ nước, mà siêu anh hùng thì sao mà sợ nước được. Điều này vẫn không thể ngăn niềm tin của Eliza, anh cho rằng điều này giống y hệt mô típ của các siêu anh hùng, rằng ai cũng có một điểm yếu nào đó, việc David sợ nước cũng như vậy. Đêm đó David tìm đến một nhà kho bỏ hoang, đây là nơi anh bị tai nạn năm xưa. Lúc đó anh ấy đã không hề bị thương, thậm chí dùng tay không xé toạc cửa xe để cứu bạn gái ra ngoài. Nhận ra tình yêu quan trọng hơn sự nghiệp, David đã quyết định từ bỏ sự nghiệp cầu thủ để chung sống với vợ mình tới sau này. Sau đoạn hồi tưởng, dường như David đã thay đổi suy nghĩ của mình, David bây giờ mới nhận ra cái mà anh tưởng là trực giác bấy lâu này là khả năng ngoại cảm đặc biệt. Việc tiếp xúc với người khác cho phép David nhìn thấy những tội ác mà người đó đã thực hiện trong quá khứ. Để kiểm chứng, David đi đến một nơi đông người. Anh đụng trúng một người phụ nữ, liền lập tức hiện ra hình ảnh cô ta cướp tiệm vàng. David nhìn thấy tiếp những hành vi phạm tội của một số kẻ khác xung quanh như hành hung hay hãm hiếp. Trong số đó, có một tên lao công anh đã thực hiện tội ác giết người. David liền bám theo gã này đến tận nhà. Ở đó, anh nhìn thấy xác nạn nhân bị hắn giết, sau đó tiến lên lầu cởi trói cho hai đứa con nạn nhân bị giam giữ. Tên lao công bất thình lình tấn công, xô David ngã khỏi tầng, xui xẻo thay lại rớt ngay xuống hồ bơi. David vùng vẫy trong vô vọng, nhưng may thay đã được bọn trẻ cứu kịp thời. May mắn thoát chết, David tìm đến tên lao công, xiết cổ hắn cho về chầu ông bà. Xử lý tên sát nhân xong, anh cởi trói cho mẹ hai đứa trẻ nhưng cô ta đã chết từ trước đó. Sáng hôm sau, David đưa cho con trai coi một bài báo với tựa đề Người anh hùng bí ẩn cứu hai đứa trẻ khỏi tên sát nhân, trong đó bức hình mô tả người anh hùng vô danh mặc áo choàng dưới mưa. Thằng nhóc nhận ra ngay đó là bố mình, David cũng không giấu giếm gì nhưng nói với nó phải giữ bí mật. David đi đến phòng trưng bày của Eliza, nơi gặp Eliza đã đưa anh đến thế giới siêu anh hùng. Bà giải thích cho David sự khác biệt giữa những kẻ phản diện sử dụng tay chân và những kẻ phản diện sử dụng trí tuệ để đấu với anh hùng. Những kẻ dùng trí tuệ làm sức mạnh mới là những kẻ nguy hiểm hơn. Eliza chủ động bắt tay với David, lập tức những hình ảnh trong quá khứ của anh hiện ra. Đó là vụ tai nạn máy bay thảm khốc, vụ cháy khách sạn khiến hàng trăm người chết, cả chuyến tàu hỏa bị tai nạn David từng đi. Cả ba nơi đó đều có dấu chân của Eliza đặt lên. David kinh hoàng nhận ra Eliza chính là chủ mưu của các vụ tai nạn đó. Anh ta cũng thú nhận rằng mình làm tất cả những điều đó, hắn muốn tìm kiếm một siêu hùng. Eliza tuyên bố với David rằng bây giờ anh đã biết anh là ai, tôi biết tôi là ai. Siêu anh hùng ở đây là David và ở phía đối nghịch là kẻ phản diện Eliza, đúng như cách mà mẹ ông ta đã nói về một kẻ phản diện sử dụng trí tuệ để đối đầu với anh hùng. Và đó cũng là kết thúc của phim. Hẹn gặp lại ở các tập phim sau.